Hey hey, chào mừng các bạn đến với buổi giải đề hôm nay Môn Anh, khảo sát chất lượng đầu năm khối 8, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nước Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, châu Á, Thái Bình Dương ngày, Hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023 và tôi là Tiết Trật Chọn Chúng ta sẽ cùng đến với file nghe, tuy nhiên thì tôi không tìm được file nghe cho nên chúng ta đến với bài ngữ pháp ngày bây giờ Có một chọn từ gạch chân có cần có phần được phát âm khác chúng ta có một đó. a cinema thì âm này là âm ơ comedy âm này cũng là ơ và december đây là âm e đáp án của chúng ta là 1 c câu số 2 enjoy à, chọn từ có trọng âm đúng không trọng âm thì ở đây chúng ta có enjoy trọng âm ở âm joy repeat trọng âm ở âm pit âm số 2 và story trọng âm ở âm số 1 như vậy đáp án 2 c là chính xác Chuyển sang bài 2 hai là mã với câu hỏi về uh, ngữ pháp ở đây chọn phương án đúng. My classroom is uh, on the second floor. Các bạn sẽ chọn đáp án 1B. Câu số 2 We live in the United States before moving to Spain. Nước Mỹ thì các bạn có giờ, còn nước Tây Ban Nha thì không có giờ. Đáp án đúng sẽ là 2B. Câu số 3 Would you like to have some apple juice? Bạn có muốn ăn gì uống gì không? Đây là lời mời lịch sự nhã nhặn mời bạn ăn gì uống gì các bạn chọn với từ some. Would you like some juice, some banana juice, some apple juice, vân vân. Thì câu đáp án đúng là ba a. Với câu hỏi số 4, chị your bike break có phải xe của cậu bị hỏng không? Yes, uh... did your bike break có phải xe của cậu bị hỏng không? Yes, I chấm 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 one soon. Vâng, tôi uh như vậy là xác nhận là nó bị hỏng rồi và tôi sẽ mua một chiếc uh, mới một chiếc mới one soon là một chiếc mới thì đây là thị tương lai đơn tôi sẽ mua các bạn uh, đọc cái tình huống này các bạn sẽ hiểu được là mình phải luận ra rằng tôi sẽ mua cái mới thì uh, sẽ mua là tương lai đơn các bạn chọn 4 xe nhé i will buy one soon tôi sẽ mua cái mới uh, 4c với câu số 5 thì sao Harry nói gì để kết trả lời rằng Yes, I'd like to buy a computer. Vâng, tôi muốn mua một máy tính. Vậy là bạn muốn mua cái gì, đúng không nhỉ? Uh, OK. Thì uh, câu này sẽ là câu mà chào chào mời khách khi khách đến mua hàng. Khách đến mua hàng thì các bạn sẽ chào xin chào, tôi giúp gì được cho bạn? OK. Cái này học you là câu hỏi cửa miệng của cửa hàng khi mà khách đến chúng ta sẽ chọn là đáp án là 5B tại sao chúng ta không chọn 5A 5A là bạn đang tìm kiếm cái gì tìm cái gì bị mất hoặc tìm cái gì để lấy chứ không phải để mua thì ở đây câu hỏi 5A nó mang tính xuồng xã bình thường chứ nó không phải là câu chào lời mở 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 đầu của của cửa hàng đối với khách Uh, còn đối với 5B thì nó sẽ rất là lịch sự tôi có thể giúp gì được cho bạn cái này help you là câu cửa miệng của các ngành dịch vụ khi mà chúng ta làm dịch vụ khách sạn dịch vụ bán hàng sale thì chúng ta sẽ phải hỏi câu này câu này đáp án của chúng ta là 5B các bạn nhé câu 6 nào automobiles uh, in the future will be more efficient and less energy Energy là năng lượng. Thì tiêu thụ ít năng lượng hơn. Tiêu thụ ít năng lượng hơn. với các cái loại xe automobile là những loại xe mà siêu di động ở tương lai ấy, thì nó sẽ more efficient. Nó, nó sẽ hiệu quả hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn. Động từ tiêu tốn cái gì? Là Các bạn dùng động từ consume. Tiêu thụ ít năng lượng là consume less energy. Đáp án đúng là 6c. Câu số 7. They forgot the pens. Họ đã quên cái bút rồi và họ đã mượn cái gì to do exercise họ đã mượn bút của ai đó để làm bài tập về nhà để làm bài tập thì mượn bút của tôi của tôi để tránh lặp lại danh từ một lần nữa thì các bạn sử dụng đại từ ở uh, uh, đây đại từ sở hữu ở đây mine là của tôi mà tại sao ta sử dụng đại từ sở hữu bởi vì phía sau đại từ sở hữu ta không thấy một danh từ nào cả nó chỉ có to do thôi vậy thì đây không có một danh từ nào thì này các bạn sẽ bắt buộc phải sử dụng đại từ sở hữu bạn không thể sử dụng tính từ sở hữu ở đây nhé, Tính từ sở thì phải đứng phía sau bởi một danh từ. Nhưng trong chỗ này nó không có một danh từ đứng sau. Thì các bạn bắt buộc phải sử dụng đại từ sở hữu ở đây. Câu 7, đã án là chính xác là B. Với câu số 8, tôi nghĩ rằng Đà Nẵng là một chấm, uh, city but sometimes it is very hot. Tôi nghĩ rằng Đà Nẵng là một thành phố chấm chấm. Thành phố chấm chấm thì các bạn sẽ dọn uh, tính từ và ở đây có tính từ đuôi in tính từ đuôi ed ta cần một tính từ nào đó để mô tả bản chất vấn đề một thành phố tuyệt vời một thành phố thú vị exciting city các bạn sẽ phải chọn tính từ đuôi in mô tả bản chất của thành phố này tại sao ta không chọn a bởi vì a nó không phải là một danh không phải là một tính từ nên ta không chọn được nhé ok vậy ta chọn exciting city một thành phố thú vị đáp án là 8 b Chuyển sang câu số 9, hỏi thế nào đã à, để cho ta trả lời là my friend, my friend là người, vậy người thì ta sẽ hỏi với ai, ở đây có ai này các bạn sẽ chọn là who nha. Đáp án là 9B. Who helped you find your keys? Ai đã giúp bạn tìm những chiếc chìa khóa của bạn? Đó là bạn tôi đã giúp tôi. Các bạn sẽ chọn chủ ngữ là who. Ok. À, với câu 9 này đáp án là 9B. Câu số 10 uh, football is the sport in the world nó là king sport, Ok thì uh, football là môn thể thao phổ biến nhất, phổ biến nhất thì chúng ta sẽ sử dụng uh, so sánh hơn nhất là the most cộng popular là giờ so, 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 so sánh hơn nhất các bạn nhá, phổ biến nhất. câu số 10, 10 này đáp án là c. câu số 11 một quyết thúc thì in các bạn nhá, uh, take part in là tham gia cái trò gì? và chúng ta có cụ cấu trúc là we take part in ok đây các bạn chọn 11 c câu số 12 never put your hands off the chấm 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 when riding a bike không được uh, bỏ tay rời khỏi cái gì hands off là rời tay khỏi cái gì khi mà bạn riding a bike khi bạn đạp xe đạp này nó rất là nguy hiểm thì chúng ta có wheels là bánh xe handlebars là tay lái và tires là cái lốp lốp xe thì các bạn sẽ phải chọn b 12 b mới là đúng câu số 13 do you think we will travel by flying car in the future bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ du lịch sẽ di chuyển bằng cách bằng sự, uh, những chiếc xe bay ở tương lai không? Um, Lan trả lời là uh, ok. Uh, bạn sẽ trả lời là we certainly will. chúng ta chắc chắn sẽ ok um, hoặc là we don't we don't think that không không phải là chúng chúng tôi không nghĩ như vậy đâu. mà nếu như mà ý kiến cá nhân thì phải là I don't think that mới đúng như vậy. các bạn loại trừ đáp án A này. À, loại trừ luôn cả đáp án C Và đây là chúng ta sẽ chắc chắn sẽ di chuyển bằng xe bay Các bạn sẽ chọn đáp án 13 là B Chuyển sang với bài tập Reading đầu tiên của chúng ta Bài này sẽ nói về sách vở từ điển này Ok, chúng ta sẽ cùng đọc và triển khai bài này Có một số từ mới Expand là mở rộng Grasp là nắm vững hiểu rõ Chộp lấy cái gì một cách nhanh chóng Học cái gì một cách cực nhanh Opportunity là cơ hội này Okay, we all know that films are one of the forms of entertainment. Chúng ta đều biết rằng các bộ phim là một trong những loại hình giải trí entertainment, loại hình giải trí tốt nhất. Các bạn chọn đáp án 1B tốt nhất. Okay. Uh, however, it may surprise you to hear that there are real benefits of films for kids và tuy nhiên thì chúng ta có thể là bị ngạc nhiên, chúng ta có thể cảm thấy khá là ngạc nhiên khi nghe rằng là sẽ có rất nhiều lợi ích benefits lợi ích của phim cho dành cho trẻ con. Kids là trẻ con nhá. Bạn có biết chúng là những lợi ích gì không? The first chấm 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 ok. lợi ích ta đang nói tới lợi ích thì lợi ích đầu tiên the first benefit các bạn sẽ có the... câu này câu uh, câu 2 này là C. The first benefits of film lợi ích đầu tiên của phim của những bộ phim là they can expand children's vocabulary chúng có thể phát triển cái từ vựng của trẻ con trẻ con thì rất là tốt trong cái việc chấm uh, chấm ở good thì phải đi với at tốt trong việc gì giỏi trong việc gì good at cộng verbing trẻ con giỏi trong cái việc là listening nghe này and they grasp everything so fast và chúng học mọi thứ rất là nhanh as they grow up as là khi mà khi mà chúng grow up, lớn lên Thì vocabulary grows Thì cái vốn từ vựng của chúng cũng lớn theo When they watch films Khi mà chúng xem phim Thì thường chúng thường nghe những từ mới Và học uh, các từ đó uh, Học cái gì ạ? Uh, hear the new words Học các cái từ mới này uh, Nghe các từ mới và học cái gì? Uh, từ mới xong rồi phải đến nghĩa của chúng Hay là structure, cấu trúc của chúng Ok, meaning là nghĩa này Và structure là cấu trúc này rồi, chúng ta sẽ xem xét chúng ta điền cái gì ở đây ạ. Ở đây thì đoạn này nó nói rằng là con lớn lên thì ngôn ngữ cũng lớn lên. Thì tựa sau đây thì từ vựng cũng lớn lên. Nhiều lên, grow tức là lớn lên, nhiều lên, ta hiểu là nhiều lên. Vậy thì mỗi lần trẻ con nghe được một từ và chúng học cái gì của những từ đó, chúng phải học nghĩa của những từ đó thì đáp án sẽ là 4A. Một đáp án khá là khó các bạn nhé. Meanings là ý nghĩa của từ. À, và Tương tự như thế thì nếu như trẻ không hiểu một từ nào đó, chúng sẽ hỏi bố mẹ, ask their parents. This is a great opportunity to teach them. Đây là một cách tuyệt vời, một cơ hội tuyệt vời để cho bố mẹ dạy chúng. If they can read, encourage them to look up words in the look up là tra cứu. Tra cứu thì nó chỉ có ở trong từ điển thôi. Tra cứu nghĩa của từ trong từ điển. Nếu chúng có thể đọc thì hãy khuyến khích chúng khuyến khích chúng hãy đọc hãy tra cứu các từ ở trong từ điển các bạn sẽ chọn là 5c dictionary là cuốn từ điển. This will help them learn the meaning and the spelling of the words. Điều này sẽ giúp chúng học ý nghĩa của từ cũng như là cách phát âm, spelling đánh văn và phát âm của các cái từ đó. Bài này chỉ nói về từ vựng thôi, không hề nói về cấu trúc structure gì hết nha. Chúng ta kết thúc bài này ở đây, chuyển sang bài tập tiếp theo. Chúng ta có một bài đọc ở đây các bạn nha. by uh, Laura is living in New Jersey. She recently came back from a trip to Chicago, in Illinois. This city is along the shore of Lake Michigan. Laura spent a lot of time exploring the city to visit famous sites and monuments during the trips. Laura thì đang sống ở New Jersey và thừa gần đây thì cô ấy đã trở lại từ một chuyến đi tới Chicago bang Illinois của Mỹ và cái thành phố này thì có thì nằm dọc bờ sông bờ hồ Michigan. Laura đã dành rất nhiều thời gian khám phá thành phố và đi thăm những cảnh đẹp nổi tiếng cũng như là các lăng mộ, lăng tập trong suốt chuyến đi của mình. Vậy câu hỏi số 1 là Laura đã thăm cái gì? À, la, 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 Laura đã đi đâu đã đi đâu trong đã thăm ở đâu thì chúng ta trả lời đó là thăm ở uh, Michigan đúng không nhỉ uh, thăm uh, Chicago nhé thăm Chicago mới đúng các bạn đã xem này cô ấy gần đây thì đã trở lại từ một chuyến đi tới Chicago như vậy là cô ấy đã đi thăm Chicago các bạn nhá uh, đó là lời mà cô ấy đi. câu hai what did she do during her trip uh, cô ấy đã làm gì trong suốt chuyến đi này thì các bạn thấy là cô ấy dành rất nhiều thời gian khám phá thành phố này cũng như là để mà thăm các cái cảnh đẹp nổi tiếng và các cái lăng mộ trong suốt chuyến đi này như vậy là cô ấy thăm các cảnh đẹp nổi tiếng những địa điểm du lịch hấp dẫn nổi tiếng các bạn nhé famous attraction of the city à, đáp án của chúng ta đối với câu 1 thì là Chicago 1B còn câu 2 thì các bạn sẽ có đáp án là 2A À, chuyện sang câu 3, why is the Chicago Water Tower special? Tại sao mà cái uh, thành cái tòa tháp uh, nước thoát nước Chicago này lại đặc biệt? Thì các cái câu hỏi của cái chỗ này, nó các cái đáp án lựa chọn cho chúng ta bao gồm A. Because it is full of water bởi vì nó nhiều nước B. Because it stays the same after uh, the fire on h uh, 71 hay C. Because it was burned in the Great Chicago Fire Chúng ta sẽ xem đáp án Câu B thì nó là bởi vì nó vẫn đứng vững, vẫn giữ nguyên như vậy Sau cái trận hỏa hoạn năm 1871 Hay là câu C. Bởi vì nó đã bị nốt cháy vào năm 1871 Ở trong cái thảm họa cháy lớn ở Chicago để chúng ta sẽ đọc cái đoạn này xem là nó tại sao nó lại là một cái điều đặc biệt. Chicago has many historic places, the Chicago Water Tower is really impressive. Cái tòa tháp nước Chicago rất là đặc biệt này, rất là ấn tượng. Because it is one of the few remaining buildings after the Great Chicago Fire of 1871, bởi vì nó là một trong những công trình buildings những tòa nhà những công trình còn sót lại còn giữ lại, giữ nguyên được như vậy sau cái trận uh, hỏa hoạn lớn ở Great Chicago năm 1871, như vậy nó là cái tòa nhà còn giữ được nguyên vẹn, few remaining buildings một trong số ít số hiếm các cái tòa nhà còn giữ được uh, còn lại các bạn nhá, remaining buildings uh, còn lại. Ok thì đáp án của chúng ta sẽ phải là câu 3 này sẽ phải là 3 <laughs> B. Nó còn giữ được nguyên vẹn Stay the same là giữ nguyên vẹn Thì nó tương đương với từ remaining uh, Remaining Có cái từ remaining trong bài đọc của chúng ta Thì cái từ này nó có nghĩa là gì ạ Nó có nghĩa là còn tồn tại vững Bạn nhé Remaining buildings Còn tồn tại vững Còn giữ uh, yên như thế Sau cái trận cháy lớn này Rồi câu hỏi tiếp theo Câu hỏi số 4 Có bao nhiêu tầng Ở trong cái tòa Willis Tower Các bạn phải đọc bài văn để biết được có bao nhiêu tầng thì chúng ta đọc cái bài văn này chúng ta sẽ thấy rằng Laura đã cố gắng trèo lên cái à, các cái bậc thang bên phía trong phía bên trong của cái tòa tháp Willis Tower này một tòa tháp cao 110 tầng các bạn nhé thì đáp án của chương trình sẽ là đối với câu 4 này sẽ là 110 tầng 110 110 là đáp án của cô cô 4C này đáp án là 4C nhé câu số 5 Lara đã có một cái góc nhìn rất là đẹp của cái thành phố này ở nơi nào wonderful view một góc nhìn tuyệt vời Uh, đối với thành phố này là từ đâu? thì chúng ta đọc bài văn chúng ta sẽ thấy rằng là from the rooftop là trên đỉnh trên mái của cái tòa nhà này, cái tòa nhà 110 tầng Willis Tower này thì she had a wonderful view of the city with Lake Michigan in the background. thì cô ấy có một cái nhìn tuyệt vời, một góc nhìn tuyệt vời đối với cảnh quan của hồ Michigan và ở trong cái uh, không gian xung quanh. Uh, thì câu này năm này các bạn sẽ chọn đáp án là 5b từ mái của cái tòa Willis Tower này. Và chúng ta chuyển sang phần tiếp theo của bài này, đó là phần chữa lỗi sai. My dream of becoming a teacher is different from her. Các bạn sẽ chọn đáp án là 3C. À uh, cái giấc mơ của tôi trở thành một giáo viên thì khác với giấc mơ của cô ấy giấc mơ của cô ấy mà ở đây không có danh từ giấc mơ phía sau nó chỉ có tính từ sở hữu là hơn không là không đúng các bạn sẽ cần có một đại từ sở hữu ở đây để thay thế bạn phải thêm s gì mới đúng như vậy các bạn chọn đáp án 3 c cho thay à, câu chữa lỗi sai nào tiếp theo câu tiếp theo của chúng ta the old building isn't so big like the new building ok đáp án ở đây phải là 4 mà 4 b mới đúng ở đây có cấu trúc so sánh ngang bằng thầy sẽ cho các bạn thấy cấu trúc so sánh ngang bằng như thế nào đây thì tôi vừa đánh máy ra Đấy, các bạn chú ý là so sánh ngang bằng và so sánh không bằng so sánh ngang bằng là loại mà so sánh với hai liên tử s hai liên tử như đấy và kẹp giữa bởi một tính từ adg thế còn so sánh không bằng thì nó cũng có s kẹp giữa bởi adg nhưng nó còn có chữ not ở đằng trước nữa là a thì không chấm 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 bằng b A à, thì không chấm 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 bằng B à, Hai cái từ S này kẹp giữa bởi một tính từ ADJ này Thì các bạn có thể thay cái từ S1 thành từ sâu đều được Và khi thay vào chúng ta sẽ nhận thấy rằng đây là sự so sánh không bằng A isn't so adjective as B Như vậy là chúng ta sẽ cần một chữ S số 2 ở đây Chữ S số 1 đã được thay bằng sâu trong cấu trúc Uh, so sánh của chúng ta Nhưng ai học kỹ phần ngữ pháp Và này số rất tốt thì mới nhớ được phần này Thì ở đây chúng ta đang có sự so sánh không bằng Là một trong những cấp so sánh mà ta đã học Và với cái câu này chúng ta có thể sử dụng Cái chữ S1 này Trong cái sự so sánh không bằng này Các bạn hoàn toàn có thể Thay thế nó bằng chữ sâu một Như vậy là chỗ này người ta đã thay thế Bằng chữ gì? Bằng chữ sâu rồi đúng không? Đây người ta đã thay thế isn't sâu đây rồi Thì phía cuối còn lại Sau ADG sẽ là một chữ S các bạn nhé sau ADG sẽ là một chữ S các bạn ạ. Và ở đây chúng ta sẽ phải sửa chỗ này thành cái gì ạ? Isn't so big as the new building. À, vậy là đáp án là 4B mới đúng nha. Các bạn chú ý đáp án là 4B. Tiếp theo câu chữ lối sai cuối cùng. This power plant provide electricity for the new entire city. Entire city là toàn thành phố. Cái nhà máy năng lượng này, power plant là cái nhà máy năng lượng này, cung cấp Điện năng cho toàn thành phố Vậy thì cái nhà máy năng lượng là một danh từ số ít Danh từ đến được số ít các bạn nhé Một nhà máy Mà một nhà máy thì động từ phải chia Và cách là các bạn thêm SC và cái động từ provide này, Cung cấp năng lượng này Thì ở đây chúng ta sẽ chọn 5B là đúng rồi Chuyển sang bài uh, Viết lại câu Tôi không nghĩ rằng uh, Những người địa phương sẽ thích Những cái tàu điện ngầm này Underground là tàu điện ngầm Vậy thì tôi nghĩ rằng những người địa phương sẽ không thích những tàu điện ngầm. Won't like this underground. Chính xác. Các bạn sẽ làm như vậy nhé. Câu số 4, although the road is narrow, mặc dù con đường rất chật hẹp, he still drives so fast, anh ấy vẫn lái xe rất là nhanh. Vậy thì các bạn viết lại câu với despite. Chuyển sang câu số 4, à, câu số 4 của phần uh, viết lại câu. Mặc dù thầy đã cắt ra đây rồi, mặc dù con đường rất chật hẹp thì anh ấy vẫn lái xe nhanh. Con đường chật hẹp the road is narrow narrow là tính từ adj này ok cấu trúc của despite thì sao mặc dù đây cũng là một điện từ và despite sẽ cộng với n hoặc verb in ở uh, verb in vậy thì ở đây chúng ta sẽ cộng với n đi n là danh từ danh từ hoặc là cụm danh từ cụm danh từ cũng có chỉ có công năng cuối cùng của một danh từ mà thôi ở đây ta có con đường chặt hẹp vậy thì ta sẽ có một cụm tính từ là narrow road narrow road là con đường chật hẹp và đây sẽ là một cụ danh từ có vai trò của một N mà thôi. Vậy thì chỗ này ta sẽ viết despite the narrow road. Narrow road phải he still drive so fast. Mặc dù con đường chợt hẹp phải anh ấy vẫn rất vẫn lái xe rất là nhanh. Đây sau despite ta có gì? Ta có cụm danh từ The narrow road thế là xong Ta chỉ cần một cụm danh từ thôi, ta không cần vợp in Ở chỗ này vợp in thì nó sẽ hơi khó Bạn sẽ rất khó có thể có được vợp in Ở trong trường hợp này Chuyển sang câu số 5 I spend 30 minutes doing gardening every afternoon Tôi dành 30 phút để làm vườn Vào các buổi chiều Vậy thì tôi tốn 30 phút để làm vườn Cấu trúc tôi dành thời gian để làm gì? I spend... Cậu time bao nhiêu phút 30 phút đúng không 30 phút cộng verb in dành thời gian để làm công việc gì thì tương đương với it takes me takes me cộng 30 phút đúng không 30 phút to verb các bạn nhé chỗ này ta sẽ nói gì ạ chỗ này ta sẽ nói it takes me 30 minutes to do gardening every afternoon tôi tốn 30 phút để làm vườn chỗ này phải là to do gardening các buổi chiều các bạn nhé rồi các bạn tự viết vào đây tôi đọc thế là quá rõ ràng rồi chúng ta hãy cùng viết những cái mẫu câu này mẫu câu nói về một cái lễ hội trung thu rất là bình thường của Việt Nam rồi chúng ta có Miss Autumn Festival Mid Autumn Festival Miss Miss Autumn Festival tên lễ hội thì hãy viết hoa nhé Festival is đây là một lễ hội cho nên các bạn có is chứ không phải a nhỉ is popular thì là rất phổ biến popular in many countries many ở nhiều quốc gia many asian countries những quốc gia châu á ở nhiều quốc gia châu á trong đó bao gồm việt nam including việt nam thầy viết tắt việt nam nhá rồi câu số 2 nó xảy ra nó xảy ra thì it happens it happens tại sao mình thêm SC bởi vì nó xảy ra thì nó là cái sự thật bình thường và xảy ra hàng năm theo một tần suất chu kỳ thì đó là sự hiện tại đơn nó xảy ra thì các bạn xem SC nhá it happens in the middle trong đoạn giữa miệng đoạn, đoạn giữa hoặc trung tuần của the eighth lunar month của tháng 8 âm lịch of in the middle phải đi với of of the eighth lunar month vào giữa trung tuần của tháng 8 âm lịch lưu là mặt là tháng âm lịch. The streets lion dancers practice their performance. Rồi the street là con đường trên đường này. Lion dancer là những vũ công uh, lion là con sư tử những vũ công múa lân múa sư tử này luyện tập các buổi biểu diễn của họ. Practice là luyện tập và performance là sự biểu diễn. Thì ở đây chúng ta chủ ngữ sẽ là những người uh, lion dancer nha những vũ công lion dancers những vũ công múa lân luyện tập practice practice ok hiện tại đơn thì để sc à không có sc nhá. Đây là người số nhiều mà. their performance performance on the street hoặc là in the street đều được. Ở trên đường là in the street đều được các bạn nhá on the street cũng được. Những vô công thì uh, biểu diễn hoặc là luyện tập các cái màn biểu diễn của mình ở trên đường phố on the street hoặc là in the street đều được. Tiếp theo là vào buổi tối thì trẻ con thích kể các câu chuyện. Cuội và Moon Lady. À, cuội là chú cuội còn Moon Lady là cô gái mặt trăng. À, dịch là như thế hay là chị Hằng gì đó. At night, vào ban đêm. Vào buổi tối vào ban đêm này. Children enjoy. Enjoy là thích đúng không? Enjoy. Enjoy. Enjoy cộng phức in thì phải là telling story. The story, kể về các câu chuyện đấy. Of cái câu chuyện cụ về ai về ai phải là ập nhé chuyện về ai phải là story of của and Moon Lady and Moon Lady là chị Hằng là công chúa cô gái ở trên mặt trăng ấy Moon Lady uh, it is B thì thành is nhé it is tại sao B thành is thì cứ tham gia lớp tiếng Anh thầy hoàn sẽ làm được thôi it is also a tradition for the Vietnamese Uh, it is also a tradition for the vietnamese people uh, nó cũng là một truyền thống cho người Việt Nam, vietnamese là người Việt Nam. Tu uh, thì ở đây chúng ta có cấu trúc chủ ngữ giả, chủ ngữ giả là it is cộng với cái gì đấy, danh từ nào đấy chẳng hạn for somebody to verb to do something, to have moon cakes. Cũng là một truyền thống cho người Việt Nam để có được món gì nhỉ, moon cakes là bánh trung thu during Uh, during the Mid Autumn Festival night, OK? Thì các bạn chấm chấm, có nghĩa là các bạn tự viết tiếp nhé. Như vậy là chúng tôi đã làm xong cái bài này và chúng ta đã chữa đến câu cuối cùng rồi thì phải. Vậy là chúng ta đã chữa hết cái bài này rồi nhá và. Tôi rất hy vọng là các bạn sau khi xem cái video này các bạn sẽ có một cái điểm số thật là uh, vui vẻ, thật là cao để thỏa mãn cái trí học hành, đam mê cũng như tiếp lửa tương lai của các bạn mà kể cả là cho dù điểm có chưa cao thì chúng ta cũng sẽ hy vọng rằng uh, tham gia chương trình lớp tiên anh thầy Hoàn các bạn sẽ có được hành trang vững chãi hơn để xử lý những đề thi như thế này những đề thi rất bình thường của nhà trường cũng như là tiếp cận được những tầm cao trí thức mới đạt được những thành tiệu lớn hơn về sau và hôm nay là ngày 22... 21 tháng 9 năm 2023. Tôi là teacher George đến từ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. À, xin gửi lời chúc tới quý phụ huynh và các em học sinh một ngày tốt lành, một đêm thật là bình yên, ngon giấc và chúc các em học sinh luôn đạt kết quả tốt trong học tập của cuộc đời mình. Goodbye.